Phương xin kính chào quý vị. Hôm nay Chủ nhật ngày 4 tháng 8 2019. Đến với VTV sáng nay, Bích Phương kính mời quý vị theo dõi phỏng vấn đặc biệt học giả Đỗ Thông Minh do Thanh Trúc thực hiện. Đặc biệt trong phần 2, Nicole Võ viếng thăm trại họp bạn thế giới 2019 tại West Virginia vào hôm Chủ nhật 28 tháng 7 2019 vừa qua. Mời quý vị trở lại cùng chương trình Chào Washington DC với Thanh Trúc và cùng với học giả Đỗ Thông Minh. Thưa anh Đỗ Thông Minh, như là anh đã trình bày là anh qua Mỹ lần thứ 44 này, vòng gọi là chu du nước Mỹ lần thứ 44 này là để giới thiệu sách. Nhưng mà hình như là anh cũng có nói rằng là có những cái chuyện cũng khá là lý thú là anh đã có gặp được một vài người, mà trong đó là có một người tên là Fred Koster. Kính thưa quý vị, ông Fred Koster này đó là đạo diễn cái bộ phim gọi là Ride the Thunder, mà dịch ra tiếng Việt là Cởi ngọn sấm, để nói về một cái trận chiến khốc liệt giữa bên Việt Nam ạ. Trong đó có một cuốn phim đó quý vị đã coi rồi. Dạ, thì bây giờ đó lại là ông Fred Koster này, ông lại đang nhắm tới một cái bộ phim khác do ông làm đạo diễn là Through Our Eyes. Là qua con mắt của chúng qua cái nhìn của chúng ta, qua con mắt của chúng ta. Thì thưa anh, xin trình bày là bởi vì hình như anh có gặp ông, có trò chuyện với ông. Thực ra trong chuyến đi lần này thì cũng giống như những lần trước, chúng tôi chủ yếu là nói chuyện với cộng đồng mình. Nhưng mà trong một cái buổi sinh hoạt ngày 16 tháng 3 ở tại Little Sài Gòn của Hưng Ca, trong đó là có chúng tôi dự cái đại hội Hưng Ca, với thứ hai là trao cái giải thưởng nhận định về cái phim The Vietnam War cách đây 2 năm. The Vietnam War. Thế thì trong đó có trao giải thưởng. Thì phía ông Fred Koster thì cũng có liên lạc trước với bên Hưng Ca, cho nên họ được mời tới để mà giới thiệu cái cuốn phim của ông thực hiện trong đó. Thì hôm đó thì có anh Phan Nam, coi như là một người phụ tá của ông. Thành ra anh Phan Nam thì có nghe tin về chúng tôi, cho nên hôm đó có gặp nhau, cho nên anh có giới thiệu với ông Fred Koster. Thành ra ngay ngày hôm sau là Chủ nhật thì họ tới cái chỗ chúng tôi để họ phỏng vấn. Thế thì chi tiết kỹ thuật chuẩn bị vân vân trước sau là gần 3 tiếng đồng hồ, nhưng mà nói chuyện thì chắc cũng trên dưới 1 tiếng đồng hồ. Họ hỏi rất là nhiều câu hỏi thì liên quan tới cái phim Sơ Việt năm qua, chúng tôi nghĩ như thế nào về phim đó. Bởi là của Ken Burns và Lynn Novick. Đúng rồi, đúng rồi. Bởi vì cái cuốn phim ông sẽ thực hiện đó là một cái cuốn phim coi như là phản biện lại cái cuốn phim kia. Đó. Thế thì chúng tôi có trình bày là như thế này. Với cái vấn đề quan điểm thì có thể là bên này bên kia, phản chiến hay là chủ chiến, hay là yêu hòa bình hay yêu dân chủ vân vân, thì có thể thích màu trắng màu đen, cái chuyện đó là theo quan điểm. Tuy nhiên chúng tôi nhận thấy rằng cuốn phim đó nó quá thiên lệch, mặc dù nó khá hơn một vài cuốn phim trước, nhưng mà tại sao cả 40 năm rồi, cuộc chiến nó đã qua lâu rồi, thì phải có đủ bình tĩnh và có đủ thời giờ, như họ nói là 10 năm và 30 triệu đô la họ bỏ ra, mà tại sao vẫn thực hiện một cuốn phim nó méo mó như vậy. Thí dụ như chúng ta thấy là họ nói là Hồ Chí Minh như là một anh hùng dân tộc, thực ra ông chỉ là tay chân của đề tài quốc tế mà thôi, cũng như là nói về cái mặt trận ở trong Nam thì là coi như người dân trong Nam đứng lên để chống lại chính quyền Việt Nam hoặc là chống lại Mỹ, trong khi đó ông không nhìn ra rằng nó chỉ là tay chân của Cộng sản miền Bắc, quyết định từ cái nghị quyết năm 1959 và 1960 thành lập. Một cái điều rất là lạ lùng nữa là họ đề cao cái mặt trận đó, và nó đã tiến hành cái cuộc chiến từ 60 tới 75 là 15 năm trời, mà gọi tên cũng sai nữa. Trong đó họ gọi tên là mặt trận giải phóng dân tộc, không có cái mặt trận là tên như vậy hết. Nó là mặt trận dân tộc giải phóng Nam Việt Nam. Cái tên nó cũng gọi sai nữa, mà họ quên rằng là cái mặt trận này sau khi Cộng sản Việt Nam chiếm miền Nam xong, 2 năm sau giải tán không kèn không trống, không một viên chức cao cấp nào miền Bắc dự cái buổi giải tán, mà tất cả các tướng chỉ huy những cái cuộc chiến trong Nam đều là tướng miền Bắc hết. Và thứ nữa là cái chuyện chiến tranh đó, cả chục ngàn trận đánh, chúng ta thấy 99% là dân chúng chạy về phía lính Việt Nam Cộng Hòa, kể cả chạy về phía lính Mỹ. Nếu gọi là lính Mỹ là xâm lược và tàn ác thì tại sao lại dân chạy như vậy? Thành ra đây là một cái cuộc bỏ phiếu bằng chân, nói lên cái chính nghĩa. Mà không phải chỉ lúc đó không, mà ngay bây giờ mỗi một năm cũng cả 100,000 người đi ra nước ngoài, mà người ta đi Mỹ, cũng như thống kê mới đây cho thấy 90% người dân mình thích Mỹ. Đó, trong khi cái đồng minh của Cộng sản là tàu thì có lẽ chưa tới 10%. Thì đó, chúng tôi thấy rằng là khi chúng tôi trả lời cho ông thì ông rất là thích về những cái quan điểm mình. Nhưng mà một số cái sự kiện thì không thể sai được. Thí dụ như là 2 với 2 là 4 thì không thể nói khác được. Trong cái cuốn phim của Giờ Việt Nam qua nói rằng Lê Duẩn là cái người sáng lập Đảng Cộng sản Đông Dương. Cái này hoàn toàn sai. Trong lúc sáng lập đó không hề có bóng dáng Lê Duẩn.
Đó, thành ra đó là một cái điểm thứ hai nữa là cái đường mòn mà mở từ ngoài Bắc vào Nam đó, thì người Mỹ gọi là đường mòn Hồ Chí Minh đó. Thì thực ra đối với Cộng sản họ gọi là đường Trường Sơn. Và cái đoàn mà đi mở đường lúc bấy giờ đó là đoàn 559. 559 tức là tháng 5 năm 1959 họ lấy tắt tên như vậy. Sau này nó mở rộng ra thì nó thành binh đoàn 559 chứ không có con đường 559 đó, mà nó gọi là đường Trường Sơn. Thế ra chúng tôi thấy có những cái tên, những sự kiện trong đó rất nhiều, nhưng mà thì giờ không có, thì chúng tôi thấy là không những là sai về quan điểm mà sai về cả sự kiện nữa. Dạ, Thanh Trúc nghe được biết là trong hai cái buổi vận động như là ở vùng Little Sài Gòn cũng như là ở bên Dallas, bên Texas, thì Fred Koster cũng đã kêu gọi được sự đóng góp của nhiều người và gợi được sự chú ý. Người ta đóng góp rất là nhiều, người Việt mình đóng góp rất là nhiều. Dạ, phải không ạ? Vâng, thì bên Little Sài Gòn thì dường như là đi vận động thôi. Nhưng mà ở Houston, với đài Sài Gòn Houston Dallas của anh Dương Phục với rất nhiều tổ chức, thì đã tổ chức ngày 22 tháng 3. Trước đó đã quyên góp được cả 100,000 trong cái buổi họp, quý vị tưởng tượng, 98 bàn. Mỗi bàn trung bình là 10 người đó, là gần 1.000 người, và quyên thêm được khoảng 70 mấy ngàn nữa, tức là tổng cộng là 171.000 trong cái buổi ở Houston. Sau đó là ngày 24 ở trên Dallas thì được khoảng 32.000 nữa, tức là trong hai buổi không nó được 200.000. Đó. Dạ, đây cũng là một cái điều rất là đáng khích lệ mà mọi người đều vui mừng, là bởi vì Fred Koster nhìn thấy cái sự đóng góp, cái sự quan tâm của người Việt mình ở đây đó, để cho ông ta một cái động lực để mà làm được một cái bộ phim mà phản bác lại tất cả những cái chi tiết sai sai trái ở trong cuốn phim The Vietnam War của Ken Burns và Linovich. Và học giả Lô Thu Minh qua đây đó, lại chúng ta đã thực sự là ở đây là mọi người đã bước vào mùa xuân rồi. Thì là thưa quý vị, mùa xuân ở Washington DC là người ta cứ nhắc tới là phải là đi coi hoa anh đào. Quý vị có tưởng tượng là đã hơn 100 năm rồi, những cái gốc anh đào mà nó mơn mởn, nó đẹp như vậy ở cái gọi là Tidal Basin, Potomac, mà nó vẫn còn đẹp và nó còn mơn mởn và nó còn nghe là thu mê hoặc con người như vậy. Anh là một người ở bên Nhật, anh biết mà. Nhật đã tặng một cái tặng phẩm vô cùng là quý cho Washington DC. Sakura phải không ạ? Nhật cũng có tặng Việt Nam ở Đà Lạt trước đây đó. Thì thưa quý vị rằng là trên 100 năm rồi. Và chị Thanh Trúc và quý thính giả có tưởng tượng là Kyushu siêu có hoa. Nhưng mà Tokyo thường thường là cuối tháng 3 đầu tháng 4, rồi lên tới Hokkaido thì phải tháng 5 mới có hoa cả nước. Thì ngắm hoa ở đâu cũng thích hết và người ta cũng đi coi hoa. Nhưng nước Nhật là một cái nước là gần như cả nước kéo nhau. Nói cả nước thì hơi nhiều, nhưng mà có thể 50%. 50% của 126 triệu, có là mấy chục triệu người đi công viên ngắm hoa suốt cái mỗi một khu vực là khoảng 2 tuần. Cái thời gian nó cứ dời dời như vậy. Thành ra thưa quý vị, thực ra hoa anh đào không phải là 5-10 loại đâu. Nó có cỡ 600 loại lai tạo khác nhau. Và cơ bản thì nó có một cái loại cành lên như mai của mình, và có một số loại nó hơi rũ xuống, nó hơi như liễu. Đó là hai loại chính. Nó có màu trắng, màu hồng, và có khi màu đỏ, cánh đơn, cánh kép. Và đặc biệt nhất, đôi khi có hoa anh đào màu xanh lá cây nhạt nữa. Cái đó hiếm lắm. Nếu mà quý vị coi được những cái hoa đó thì phải nói là rất là thích. Thì ở bên Nhật, ở công viên vào mùa này hoa nở rực. Một cái cây lớn mà cỡ 100-200 năm á, thì chúng tôi ước lượng là có cả triệu cái hoa, chứ không phải là ít đâu. Cả một cây chỉ có hoa mà không có lá, cho tới khi nó rụng hết hoa thì mới ra lá. Nó giống như là mai của mình vậy đó. Thành ra phải nói là cái cảnh mùa xuân sau cái mùa đông lạnh lẽo, bắt đầu đổ ra công viên trời ấm áp mà đi ngắm hoa thì phải nói là tuyệt đẹp. Dạ vâng, và cũng nhờ 1.200 cây hoa anh đào, gốc hoa anh đào của Nhật Bản tặng cho DC đó. Không những DC mà ở San Francisco cũng có, nếu mà người nào ở miền Tây. Vâng, thì người ta nói rằng là cứ mỗi lần mà tới cherry blossom thì là hoa anh đào, màu hồng của hoa anh đào đã nhuộm hồng dòng sông Potomac. Quý vị nhớ nhé, năm nay hình như là theo Thanh Trúc biết là hình như tuần lễ đầu của tháng 4 là hoa anh đào đã rợp bóng ở đó rồi. Không những hoa mà còn có lễ hội nữa đúng không? Đúng là như vậy, và tòa đại sứ Nhật Bản năm nào cũng tổ chức. Họ tổ chức rất là những cái truyền thống rất là hay. Thanh Trúc cảm ơn anh Đỗ Thông Minh đã trình bày những câu chuyện vui ở trong chương trình Chào Washington DC với Thanh Trúc, và mong rằng quý vị cũng thích thú với chương trình này. Thanh Trúc xin kính chào, xin hẹn tái ngộ. Xin kính chào tất cả quý khán giả và xin chào chị Thanh Trúc. Xin kính chào anh. Kính chúc quý vị, chương trình VTV đến đây xin tạm ngừng. Chúng tôi sẽ trở lại sau phần thông báo và quảng cáo.